Trời ơi, ngái như bò vậy ba. Ba ơi, ba ơi, ba. Em rồi. Tới giờ hành động. Đừng lắc, đừng lắc mà. Trời ơi. Chìa khóa vâng. Dạ. Để ta tự lấy cho. Nè, lấy nhiều lấy đi. Trời ơi, bỗng vô. Trời ơi, bữa nào mà lấy tiền ổng, bỗng vô là tôi vô mánh rồi. Có chìa khóa tủ rồi. Sâu nào đây, tiền nào đây, không nổi ơi. Đang mở mà chia tay tao không chia xong. Ra đây, ra đây, ăn cắp tiền tao đi cho gái được phải không? Bực bội hả? Xin chút đỉnh tiền đi chơi với bạn bè mà ba. Xin cái gì đó, có ngày ăn cắp tiền cho gái không à? Ba lấy gái con sao? Cái phương châm với gia đình mình là gì? Cha truyền con nói có hai điều. Trắc nghiệm nè. Điều thứ nhất, khi đi ăn với bạn gái ai trả tiền? Bạn gái trả tiền. Đúng. Điều thứ hai, khi tâm sự với bạn gái những nơi vắng vẻ mình phải làm gì? Để bạn gái nó lợi dụng thoải mái. Phải lợi con dụng bạn gái, chứ không để bạn gái lợi dụng ngược lại mình. Đàn ông mình dễ yếu đuối trong bóng đêm lắm. Hiểu rồi. Điển hình sống là tao nè. Mới 7 tuổi má mà dụ tao vô bụi rồi. Trời. Má dụ ba vô bụi rồi má làm gì ba? Bắt dế. Má làm gì má? Bắt chí cho tao. Công nhận. Bởi vậy đúng là truyền thống mà. Con giống ba là nhà có phúc. Không dám đâu mày. Mày không giống tao chỗ nào hết trơn. Giống ai? Mày giống bên ngoại mày. Già trước tuổi. Tao nhắc cho mày nhớ nè. Cái hồi đề tháng của mày, tao mời hết cả xóm lại. Ai cũng tới cái nôi mày hỏi chứ anh ơi cháu nó được 4 tuổi chưa. Thứ gì đó không bao giờ nó giống bên nội nó. Chỉ có tao, tao mới giống ông nội mày thôi. Bởi vì giống ông nội mới 42, ông nội chết rồi. Lên tầm bảy em bà. Nhưng mà tao đã qua tuổi 43 rồi mày. Tuổi lẻ mới dễ chết á. À thôi. Mày ăn nói bậy bạ xui xẻo rồi chưa. Xin lỗi. Nè, nghe ba dặn. Phương châm của gia đình mình là gì? Không dạy gái. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Đủ đâu. Trời ơi, tao đẹp dữ vậy nè trời. Trời ơi, có nhiều khi nhìn đẹp mà hết hồn luôn á. Má xinh đẹp dữ vậy nè trời. Bà ăn cái gì mà sao đẻ đẹp dữ vậy nè. Mà ta thấy con người ta có cái số trơn trời á. Trời ơi, ta nói khổ dữ lắm, trai theo quá trời theo luôn, nườm nượp luôn hà. Nhiều lúc nhiều quá cũng muốn sàn bớt, nhưng mà thôi, nhiều đứa khác muốn đâu được, mệnh số rồi. Kệ, để từ từ xài. Khỏi có ngày trống vậy mà. Khổ lắm á, có bồ nhiều khổ lắm á. Nhiều khi phải vận động đầu óc để mà suy nghĩ đấu tranh với tụi nó đó. Nhiều khi đụng lượt á, nhiều khi bị đụng vậy hả, bệnh cả tháng luôn chứ phải giỡn đâu, khổ lắm á. Mà tại vì đẹp là phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Như bữa nay nè, bữa nay là tao nói nhiều mối lắm nè, không có xể. Vậy đó, vậy thôi đó. Đó, tín hiệu tình yêu đó. Khổ lắm, tín hiệu tình yêu mà mỗi đứa cũng phải rơ nữa. Chứ để nhiều khi đụng rơ là chết. Mà nhiều khi cũng có đụng, nhưng mà không sao đâu, chắc không có xui đến nỗi vậy đâu. Cốc, cốc, cốc. Cốc, cốc, cốc là gõ cửa đó. Gõ cửa kiểu mới, không có gõ cửa vô này nữa. Mà gõ cốc, cốc, cốc vậy đó. Ai gọi đó? Anh là gió. Vì em là mày. Gió gặp mây. Bay vô đây. Em. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thương quá, thương quá. Tưởng máy bay lủi vô nhà không? Yeah. Tưởng đời tôi không lẽ mà cục dữ vậy à? Thôi, đi giận anh rồi. Mát quá. Ủa, mát quá gì giận anh? Người ta nói á, yêu nhau á, xa một phút là bằng một thế kỷ. À. Anh để em chờ 3 phút là 3 thế kỷ rồi, anh biết không? Vậy hả? Thôi xin lỗi nha. Người em giận á, em ưa buồn lắm. Mà mỗi lần buồn, em phải đi shopping. Trời ơi, trời ơi, nặng ký quá. Mà mỗi lần đi shopping, em phải có tiền cho đi.
Nay mậu luôn. Có tiền không? Không. Vậy làm sao? Tôi bứt tóc, tôi tự tử, tôi chết liền bây giờ để làm cái tên ấy. Có. Vậy đi chiêu này xài hoài cũng phê ghê. Yeah. Đó, cái đợt em nói anh nghe, không phải là em muốn lấy tiền của anh đâu. Sao? Em nói anh nghe anh nè, anh biết làm sao không, cái gì nó cũng có nguyên nhân hết trơn á. Rồi sao đây em cũng yêu thương anh chứ bộ. Phải vậy chứ. Em đợi em có qua có lại à. Đúng rồi. Em có lấy tiền không qua hết trơn á. Sao mà cháu em có lường công qua hết trơn á. Anh ơi. Ừ. Chiếc nhẫn này đẹp không? Thể hiện cảm xúc. Nói sao? Là hôn đó. Trời ơi. Em nói là em đáp tả liền, anh người em nó nhanh gọn vậy đó hả? À. Tiền tao là cháu múc. Ừ. À. Anh ơi. Ơi. Cái bông tai em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Trời ơi. Mày ghê, thông minh ghê, nói một chút hiểu liền. À, anh ơi. Ừ. Anh. Ơi. Vậy em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Chuyện này cho mày chơi. Cao. Ba anh dạy rồi. Thà chết dinh hơn sống dở. Giữa em với ba anh chọn ai? Chọn ba. Chọn ai? Chọn ai? Thì em trước rồi ba sao? Giỏi. Nhà nào cũng ăn ở cắt đứt mới đẻ thằng này nè. Ủa em nói gì? Đâu có. Em nên dễ thương chứ đâu cái gì đâu. Rồi, thể hiện cảm xúc. Giết người trong bông. Thật thấy không? Bởi vì tin đấy. Mấy cái thằng đàn ông vậy nè. Nó làm sao? Viêm mũi. Vậy? Cốc mũi ông rồi. À. Cốc. Trời ơi sao quen dữ vậy? Ông tín hiệu giống nhau dữ vậy? Cốc. Hôm nay xui ông lẽ đời tôi thật xui. Ông nội em. Ông nội em. Ông. Ừ hay quá, để ra mắt ông nội luôn. Bậy. Không có ông nội em. Không có ông nội ghê ông nội nữa. Trời ơi không biết cái làm sao mà ông nội em. Ông còn sống hả? Ông cố nội còn sống. Trời đất ơi. Ông này khó lắm. Mà ông nội thì chết rồi. Ông nội ba chết hết, ông biết ông này ông ăn cái giống gì mà ông sống dài lắm. Để ra mắt ông nội. Thôi trời ơi, cố nội khó lắm anh, ông không biết đâu. Em sợ như cố nội nha. Gì hả? Em nói anh nghe này, vậy không không lắm. Ông cố nội em khó lắm, không có chơi giao du với bạn trai đâu. Hả, bạn trai mà một người tới là la, nhiều người tới ông không mới la. Tôi có mình ông cũng nhẹ nhàng nhà trốn mẹ mà. Tôi trốn chỗ nào ông trời ơi. Toilet. Trời ơi em mở lòng nào đưa anh vô toilet. Toilet là chỗ kín đáo nhất, an toàn nhất, bây giờ có đi không? Đâu đi, giết người trong mộng lần nữa, khổ quá. Vô nha, trời ơi. Cốc. Nấp nghe, ai gọi đó? Anh là Thủy. Trời ơi. Em là quả. Thủy gặp quả, tắt bếp lò, mò vô tháp. Con mèo Mimi của lòng anh. Trời ơi, con lòng em. Con lộn nhà không chứ ghê không, vậy. Em bị mừng quá. Mừng quá lụng lời. Em giận anh. Trời ơi. Chọt vô mà tưởng phòng chống cháy với lại nước lụt không à. Này được lắm mà ghê. Có lò xo đó, tự vo giãn luôn. Hay quá anh, hay quá. Sao giận? Giận rồi, người ta nói yêu nhau xa nhau một phút là một thế kỷ. Anh xa em 3-4 phút để em chờ 3-4 phút là 3-4 thế kỷ, biết không? Giận anh rồi, mỗi lần em giận em buồn. Trời. Mẹ em buồn phải đi có tiền. Tiền là mẹ có tiền, cho tiền em đi. Nói gầy hàng quá. Giờ không gà chị nằm dài. Hả? Ông khó dính lắm. Anh dễ thương. Anh đi shopping sắm gì nè? Đi shopping á hả? Hey. Anh ơi. Hả? Anh thấy chiếc nhẫn em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Là sao? Hôn á. Lớn rồi, hôn không nổi. Hửi được không? Trời ơi, muốn dùng con cây già này. Mấy trẻ dễ dụ hơn cây già con. Hôm quá. Trời ơi, anh lợi dụng dễ sợ. Anh ơi. À. Cái bông tai em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Sao rồi? Sao tự nhiên mát dữ vậy nè? Thổi tôi hít. Thổi gió hả? À? Thổi gió quen rồi. Thôi kệ, chịu đựng đi, có tiền khổ ghê vậy đó. Anh ơi, mà phải gà già nàng chiến mới được. Vậy em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Không. Con anh nó đã dặn trước khi anh ra đường. Sao? Thà chết dinh hơn sống nhục. Giữa con với anh em chọn ai? Con. Em trước con sau. Giỏi ngoan. À, để cao lên chứ cái lưng lên. Mỏi quá. À. Dạ, trẻ cũng như nhà hậu. Ở nào cũng vậy. Ai gì? Vậy?
trời, chắc viêm mũi quá. Nói cái gì? Không, chắc thơm mũi quá. Ngoan rồi, thể hiện cảm xúc xong rồi. Em muốn tiền đi sắp tiền. Hết tiền rồi, hết tiền rồi. Bậy, hết tiền rồi. Hết rồi. Bậy, anh tiền nhiều lắm bậy. Không, em bậy. Hết rồi. Trời, tôi bứt tóc, tôi móc mắt, tôi chết liền. Mấy giáo nước đen hết tôi, tôi chết rồi trời. Tôi cào đầu mà luôn đó bà. Trời rất ơi quen bà ba năm nay có con chiêu đó làm hoài vậy trời. Mỗi lần giận lên cái rồi bứt tóc hả? Ông chia bơ đụng hả? Là điếu coi. Bực bội à. Nhớ ông làm là hình em treo đầy đường lắm á nghe. Nổi tiếng lắm á, tôi yêu người nổi tiếng quá. Phải ông, phải không em ở đâu? Chỗ điện cao thế á, nguyên cái đầu lâu á, hai xin kéo vậy nè. Ông này cũng cao thủ á. Kệ em miếng tiền cũng được xong bỏ. Trời anh à, em phải có tiền để shopping. Anh hết tiền rồi. Anh muốn chửi mắng em như thế nào cũng được. Điện cao thế, điện thấp thế gì cũng được hết trơn. Em phải có tiền. Thôi được rồi, từ từ anh cho tiền em. Thôi mình đi chơi đi. À, cho tiền. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, mất cỡ á. Trời ơi, úng á. Úng á. Hàng xóm. Em chứa thằng nào ở trong nhà này. Hàng xóm. Phải nói. Hàng xóm. Trời ơi, thằng nó ra rồi. Quả thằng đúng là gian phu, dâm phụ. Bữa nay mày chết với tao mà dám chiếm đoạt người yêu của tao thì mày mày tới số mày rồi. Trời ơi, tao giết mày được với mày đâu mày biết. Mày dám chu ngô với ông mặt mày được. Trời ơi, hay quá. Thằng già ơi, trời ơi, chơi lúc từng hay quá rồi, hay quá. Buông tao ra, buông tao ra. Mày là thằng đập đặt chi. Ủa, mày có con tao mà. Ba, con. Bà ơi, cô tưởng thằng nào cũng quánh quá trời luôn. Bà nội cha mày, nghĩ gì thằng nào mà mày quánh tao dữ vậy hả? Ủa mà bà đi đâu đây? Mày đi đâu đây? Tao thăm bồ con. Tao cũng thăm bồ tao. Tao quen 3 năm rồi. Tao quen 10 năm rồi. À thôi vậy nói cho dễ hiểu. Hiểu rồi, tôi hiểu. Trường tôi đứng tiếng kiến tôi hiểu rồi. Ủa? Đây là ba. Ờ đúng rồi. Ê con. Ờ. Hai cha con. Đúng rồi. Yêu có mình tôi. Ờ. Mê có mình tôi bị tôi sỏ mũi. Ờ. Thì bây giờ thôi nội bộ cũng đâu có xa xôi gì đâu. Đâu có lạ gì đâu. Ờ. Bây giờ hai cha con giải quyết đi tôi của ai. Cái lát rồi tôi ra nghe. Ờ. Nói mày. Nói đi. Thôi bây giờ nói tao dù sao cũng là để ra mày người. Hả? Là sanh thành dưỡng dục mày. Đó. Mày phải nhường cái mối này cho tao. Không dám đâu. Lớn phải nhường nhỏ, ba phải nhường con. Nhưng mà tao lớn rồi, tao còn gần đất xa trời rồi, không còn thời gian nữa, phải yêu liền. Nhưng mà con tới tuổi vậy thì giờ con phải yêu chứ. Đúng, tình yêu là phải dành không phải nhường. Không có nói nhiều à, tao phải nhường con à. Mày phải nhường cho tao. Không, tao không chấp nhận con nhỏ này là dâu của tao. Con không chấp nhận nhỏ mẹ này là má ghẻ con. Muốn chơi là chơi à. Mày muốn chơi là tao chơi với đúng. Mày rồi. Bây giờ ba nói sao, tao hy sinh vì tình yêu à. Con cũng hy sinh gì gì gì. Em ủng hộ hai anh luôn. Muốn chơi với ông, chơi với ba liền. Mày đừng có tưởng lớn rồi ăn hiếp con nít nha. Mày đừng có tưởng nhỏ, tao nhường mày nha mày. Bây giờ mày muốn giết ba ra. Vì tình tôi giết cái gì luôn á. Mày chỉ là dạ. Dạ. Hai cha con làm gì vậy? Quýnh lộn với chị. Quýnh lộn hả? Dạ. Biết mang nhục hả? Dạ sao? Sao vậy? Hai cha con mà nó quýnh lộn dành gái là sao? Trời đất ơi, mình là con. Mình là con. Cha mình mang nặng đẻ đau. Mà đẻ ra mình nhường ông chút cũng được hả? Còn ông nữa. Dạ. Mình là cha. Cha mình. Đẻ nó ra con mình không thương. Không lẽ thương con người ta. Nhường nó chút không được sao hai đứa dành. Đúng rồi. Mệt ghê à. Dạ chị giỏi quá. Nhục nhã không? Dạ em hiểu. Em hiểu. Cha con nhục nhã ra được mà đánh lộn dành gái hả? Đúng rồi em hiểu. Bực bội à. Mệt quá đi. Phương châm của gia đình mình là cái gì? Không dạy gái. Giỏi, ngoan. Để vậy đó, đừng có dạy gái. Dạy mình tôi được rồi. Trời. Như quý vị cũng biết, cuộc thi nào cũng có niềm vui và nỗi buồn. Nhưng theo em biết, tất cả 40 thí sinh của chúng ta, ai cũng đều xinh đẹp và duyên dáng như nhau. Sau đây xin giới thiệu thí sinh thứ 40. Trời cô ơi. Liên Lựu Đạn. Cái gì vậy? Năm nay cô vừa tròn 19 tuổi, chưa tính quằn tính khạp. Cô đến từ California. Sở thích của cô là đi du lịch, hát karaoke, đi nhảy đầm. Mơ ước của cô là được làm bác sĩ. Ủa chứ kì, ai vậy? Và sau đây cô Liên Lựu Đạn xin kính chào quý vị. Thank you.
thí sinh số 40. Dạ 40. 40 em không biết chứ 40 ok. Anh chỉ tài. Sao không chờ tôi vậy ông? Ủa, nói nãy là chờ tôi đi. Thí sinh này ai tôi vậy? Chạy mà nó tưa hết quần áo luôn à. Anh đâu biết cái cô này đâu. Anh đâu có biết đâu. Cổ kêu ai đây, ở dưới đây khán giả ai biết anh Chí Tài. Uyên nghe nói là thí sinh số 41, nhưng Uyên thấy danh sách có 40 thí sinh. Có tên mà, tôi tên Lian Lựu Đạn đó. Trời đất ơi. Tên gì mà nghe thấy lạnh lùng quá vậy? Tôi quánh ông giờ đó, ông mà không biết tên tôi hả? Tôi ở Việt Nam tôi tên gì? Tôi tên Đặng Thị Lựu đúng không? Qua đây nó cứ kêu Mr. Lựu Đạn, Mr. Lựu Đạn hoài. Tôi phải đặt vô là Lilian mà đọc nhanh á tưởng đâu là Liện Lựu Đạn. Trời đất ơi. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Em quên, em đang thi mà em quên. Anh ơi, anh Chí Tài. Cái gì? Tôi đâu có quen. Em quen với ảnh hả chị? Quen như thế nào? Dạ. Đó nói đó. Chung là em quen là em biết ảnh là tên chính Nguyễn. Chính thức là thế nào? Dạ chính thức là em tôi đi thi đừng có nói tôi là vợ ông nghe. Ui. Tại tôi giấu tên là tôi giấu tuổi tôi rồi. Tôi ghi ở trong hồ sơ đó là 19 tuổi. Rồi xong ghi một cái nốt nhỏ nhỏ giống như mấy cái mà credit card và nhà băng nó cho mượn, nó hay ghi mấy cái chữ nhỏ nhỏ mình đâu có để ý. Tôi hy vọng ban giám khảo cũng không để ý. Tôi ghi là not include là not include là hoàng khạp. Mà hoàng khạp là cái gì vậy? Quanh tư sát đo 19 là 46 lần. Trời đất ơi tôi chết rồi. Thì mình ghi 19 đừng có tính hoàng khạp. Bà ơi tôi nói bà bao nhiêu lần rồi, đây là chương trình thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Thì bà như vậy mà sao bà... Không đủ tiêu chuẩn rồi, bây giờ chúng ta phải quay lại chương trình mà thôi. Xin lỗi thí sinh số... Vậy em nói chị nghe nè. Trước khi đi em nói cho chị biết em là vợ của ông này. Hồi nãy là ông hứa ông dẫn em đi mà giờ ông không dẫn em đi. Được rồi ngang, bây giờ đó tôi sẽ vô trong. Tôi quen mấy người trong ban giám khảo. Tôi không chừng tôi la cà với chị Duyên. Tôi nói chấm cho tôi nhiều điểm một chút. Ông nhớ nha, $50,000 you can use a penny. Cảm ơn, cảm ơn thí sinh số 14. Okay. Biết sao mà sao hồi đó lấy cái bà này. Cũng vì bà hát cho mình nghe cái bài mà hôn nhau đi mà mình mê tới bây giờ luôn. Besame mucho đó. Mình chết bà ơi. Tại sao mà làm tôi mất mặt như vậy? Hả? Ai làm gì ông mà ông nói tôi làm ông mất mặt? Trời ơi khi khóc. Nè, tức quá. Bà đưa ban giám khảo hả? Bà nói sở thích của bà hả? Đá cầu lông, đi dạ hội, đi dãy đầm. Mà ước mơ bà là bác sĩ. Bà không đi học là sao mà trở thành bác sĩ? Cái đó mình ghi rồi nó có liên quan gì với nhau đâu. Người ta coi cái sở thích riêng, còn người ta coi cái nghề nghiệp riêng. Còn ông đó, mấy chục năm nay ông đi quýnh đờn, ông làm được có MC có một bữa nay thôi, ông trở mặt với tôi. Con người ông coi có được không? Bây giờ vậy nè, để gỡ lại cái phần đó, bây giờ tôi yêu cầu ông cho tôi biết thi cái phần tới là thi cái phần gì. Đặng tôi chuẩn bị đồ đạc. Phần tới là phần Evening Gown. Yên tâm, có luôn Evening Gown đây. Trời ơi, cái này mà Evening Gown hả? Chứ bà có hiểu cái Evening Gown có nghĩa là gì hay không? Ông làm như cái gì vậy? Tôi qua Mỹ ít nhất cũng vài năm tôi cũng hiểu cái evening là cái gì? Evening là ban đêm. Đúng không? Đúng. Gao là cái gì? Gao là giống như bây giờ ông tên Nguyễn Chí Tài qua đây nó Nguyễn Tài không à, nó bỏ cái dấu đi. Gao là cái gì? Gao là tiếng Mỹ còn gào là tiếng Việt. Tức là evening gao là bộ đồ mặc lúc hai vợ chồng đi ngủ rồi gào thét. Đây, bộ đồ ngủ đây. Evening gown đây. Thôi bà ơi, bà làm bơ, bà vô đi đi bà ơi. Sao vậy? Vô đi. Ủa không phải để à? Tôi làm việc thôi. Vậy cho tôi thi phần khác nha ông. Trời nhớ ơi, khổ à. Nguyên à, Nguyên. Ông Tài ơi, ông Tài. Ông Tài ơi. Cái gì? Ông Tài ơi, ông Tài. Chờ chút coi, đang thay đồ mà.
Ông Tài ơi. Cái gì? Ông đâu rồi? Chuyện gì? Ông á nghe, tôi nói cho ông nghe tại sao ông không canh cho tôi thay đồ. Canh bà thay đồ? Ờ, tôi thay đồ, chuẩn bị thi tới rồi. Thay đồ gì? Thay đồ 8. Hả? Bây giờ tới phần tôi thay đồ 8 tôi thi. Tôi rồi, tôi tự thay mình tôi rồi. Bây giờ ông coi không, tôi cởi cho ông. Ê, thôi, 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 bà, bà. Tôi lại bà. Măng mớ gì tự nhiên tôi cho ông coi thi đồ 8 mà ông lại tôi là sao? Trời ơi, thà bây giờ không có ai, tôi lại mình bà. Bà mà cởi ra bà bận đồ tắm vô hả? Tôi phải lại nguyên cái rạp. Gì kỳ vậy? Tự nhiên tôi cởi đồ ra cho ông coi rồi ông lại nguyên rạp là sao? Trời ơi, sống với bà bao nhiêu năm mà tôi không lạ sao được? Lạ cái gì? Bà ơi, bà cởi đồ ra đó hả? Bà sẽ là người đàn bà hai lưng. Làm sao trơn lụ hả? Sao bận đồ tắm? Chết cha, cái vụ này tôi quên ta. Ừ. Mới review mà quên. Nói cho ông nghe nè. Nhưng mà tôi nói thiệt với ông bây giờ nè, ở trên này tôi cũng đắp cho nó kỹ chút. Nhưng mà ở dưới nó cũng trắng nõn nà như con heo cạo vậy thôi. Trời ơi. Biết sao nó đẹp thôi, những cô gái chân dài mà, thấy không? Phải rồi, dài thì có dài. Nhưng mà trên cái lớp trắng nõn nà đó bà có gắn thêm hoa. Hoa là gì? Ý ông nói thẹo á. À. Con người ông à. Bởi vì ông qua Mỹ mà ông không tiếp thu những cái gì mà người ta sống ở Mỹ người ta thích. Ông thấy cái nhà nào nó cũng có cái len kép không? Ừ. Tính tỏ là người Mỹ họ rất yêu hoa. Ừ. Why? Why me don't show hoa cho đây xem? Trời ơi, bà ơi. Một mình tôi không là chỉ hát được mấy bài luôn. Này là còn non rớt hiền, này là hoa rất thơm, là hai bà thứ. Bà có biết là bà xấu lắm không vậy? Hả? Bộ tôi xấu thiệt hả? Trời đất ơi. Sao mà ngày xưa ông khen tôi đẹp hoài ta? Ngày xưa khác. Chết cha rồi, bây giờ ông nói tôi mới tự nhìn lại tôi mới nhớ nha. Sao? Hàng dịp ở nhà mình đó, có bữa đó tôi tưởng tôi trúng gió mà giờ tôi giật mình lại không phải. Ở bữa đó tôi cạo gió mà đó, sao vậy? Tôi tắm xong tôi không thay đồ xong tôi tự soi gương á, tôi tự ói mình tôi. Tôi thấy tôi gớm quá tôi tự ói mình đó. Vậy mà tôi tưởng tôi trúng gió thôi, vậy để tôi xuống tôi xin năn nỉ ban giám khảo. À, năng nỉ ban giám khảo cho tôi pass cái phần này đi. Ừ. Nha. Bị sợ ban giám khảo cũng xỉu quốc tử nữa. Nè bây giờ ở đây nha, nhưng mà con mắt ông không có liếc ngang liếc dọc nha. Tôi nhờ cô Ngô Mỹ Quyên ra canh chừng giùm á. Ông mà liếc ngang liếc dọc nội cái tên tôi không, tôi quăng lựu đạn là ông chết liền đó. Ở đó chờ tôi nghe ông Tài. Quyên ơi Quyên, ra giới thiệu với ông Tài đi cưng. Khỏi. Phần này đặc biệt có mình tôi giới thiệu thôi. Hên quá bà vô rồi. Kính thưa quý vị, sau đây là phần trình diễn áo tắm. Một tràng pháo tay để chào đón khách thí sinh trong trang phục áo tắm.